Học viện phải làm tốt nhất để các thế hệ thầy thuốc hôm nay và mai sau luôn tiếp bước xứng đáng với tấm gương của các thế hệ đi trước, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của ngành quân y và ngành y tế đất nước. Tôi mong các đồng chí thấm nhuần điều này không phải chỉ như một trách nhiệm mà phải bằng trái tim, danh dự của người thầy thuốc quân y, phải thương yêu chăm sóc người bệnh như người thân ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Đó chính là hành động thiết thực nhất, hiệu quả nhất để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Học viện Quân y chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận, hội nhập với nền giáo dục tiên tiến của thế giới, tiếp tục phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi, đầu ngành và giảng viên có phẩm chất, năng lực tốt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào chẩn đoán và điều trị. Hành trình trị bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân là một hành trình không có điểm dừng. Những gian khổ vất vả của nghề y chưa bao giờ hết. Đòi hỏi mỗi bác sĩ, y sĩ, học viên, nhân viên Học viện Quân y phải luôn kiên tâm, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa về mọi mặt. Kiến thức phải đầy đủ, đức hạnh phải vẹn tròn. Thời gian tới, Học viện Quân y tiếp tục hỗ trợ nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động.